Thưa quý vị, vào năm 6 tuổi, một nữ bệnh nhân nhập viện đa khoa Cần Thơ bị hóc hạt hầm xiêm hay còn gọi là sabuche nhưng thấy không sao nên đã bỏ qua. Khoảng 3 tháng gần đây thì chị này bị ho dữ dội, khạc đàm, sốt, đau tức vùng dưới ngực phải nhiều, kèm theo khó thở. Khi đến bệnh viện kiểm tra thì tá hỏa phát hiện hạt sabuche vẫn còn nằm trong phế quản suốt 27 năm qua mà không hề hay biết. Các bác sĩ khoa nội hô hấp Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ vừa thực hiện thành công nội soi phế quản lấy dị tật là hạt hồng xiêm nằm vắt ngang trong phế quản phải của một nữ bệnh nhân suốt 27 năm. Bệnh nhân nữ nói trên 33 tuổi, ngụ tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Người nhà nữ bệnh nhân cho biết, năm 6 tuổi, bệnh nhân có ăn sabuche và vô tình bị sặc. Sau đó chị này bị ho dữ dội nhưng sau đó giảm dần nên đã bỏ qua mà không đi khám. Tình trạng ho kéo dài, tái đi tái lại nhiều lần nên chị đã đến bệnh viện kiểm tra. 3-4 tháng trở lại đây em bắt đầu em đau ngực đó. Và em đi khám ở nhiều nơi rồi có chụp CT nữa mới biết ra mình bị hóc dị tật trong phổi. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành thăm khám kết hợp với kết quả CT scan ngực cho thấy hình ảnh giãn phế quản và viêm thùy dưới phổi phải, có hình ảnh dị vật nhánh phế quản thùy dưới phổi phải. Sau đó, được chỉ định nội soi phế quản thám sát ghi nhận niêm mạc, phế quản nhiều giả mạc phát hiện có một dị vật nằm trọn trong phế quản. Phân thùy dưới phổi phải bị che lấp bằng giả mạc và niêm mạc phù nề, các bác sĩ đã dùng kìm lấy dị vật. Tuy nhiên, chỉ lấy được phần gai của hạt sabuche. Tiến hành nội soi lần 2, ekip thấy dị vật nằm ngang trong lòng phế quản phân thùy dưới phổi phải nên đã dùng thòng lọng kéo hạt ra ngoài. Sau 150 phút căng thẳng, dị vật nằm trong phổi của bệnh nhân suốt 27 năm được lấy ra thành công. Hiện tại, nữ bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, hết giảm đau tức ngực. Chị đang được theo dõi và điều trị tại khoa nội hô hấp của bệnh viện.